rối loạn lo âu sau sinh. Rối loạn lo âu là tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến nhiều tình trạng lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, có thể khiến người mắc bệnh mất tập trung, căng thẳng và luôn trong tình trạng cảnh giác. Trong giai đoạn sau sinh, có đến 85% phụ nữ có rối loạn lo âu. Đối với hầu hết phụ nữ, những triệu chứng này thường thoáng qua và tương đối nhẹ. Tuy nhiên, có một số phụ nữ lại bị rối loạn lo âu dai dẳng. Các nghiên cứu gần đây đã xác định giai đoạn sau sinh là giai đoạn tăng nguy cơ phát triển bệnh tâm thần ở người phụ nữ, trong đó 3 tháng đầu sau sinh là cực kỳ quan trọng. Các dấu hiệu thường gặp của rối loạn lo âu: lo lắng thái quá và không kiểm soát được, sợ hãi phi lý, đứng ngồi không yên, suy nghĩ nhiều và không thể dừng lại, căng cơ, nhịp tim nhanh, đổ nhiều mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi. Có vấn đề về giấc ngủ, mất ngủ, chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo, khó ngủ hoặc ngủ ly bì, lúc nào cũng uể oải, không muốn làm gì. Tự nghi ngờ bản thân, cân nặng giảm sút, khó tập trung, vấn đề về đường tiêu hóa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn lo âu sau sinh. Những stress cuộc sống trong quá trình từ lúc mang thai đến lúc sinh đẻ là yếu tố hàng đầu gây tăng nguy cơ tiếp diễn rối loạn lo âu sau sinh. Ngoài ra, sự không hài lòng trong hôn nhân hay sự thiếu hỗ trợ từ gia đình càng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cũng như nguy cơ xuất hiện các biến chứng của rối loạn lo âu sau sinh. Về phương diện sinh lý, giai đoạn sau sinh là giai đoạn thay đổi đột ngột nồng độ các nội tiết tố trong cơ thể. Trong 48 giờ đầu tiên sau sinh, nồng độ estrogen và progesterone được ghi nhận giảm rõ rệt. Hậu quả của chứng rối loạn lo âu sau sinh. Theo nhiều nghiên cứu và thống kê, các rối loạn lo âu thường kèm theo nguy cơ tự tử và rối loạn lo âu sau sinh cũng vậy, khiến đây là một hậu quả mà chúng ta đều không mong muốn. Ngoài ra, vì những lo âu mà các bà mẹ có thể sẽ không còn tinh thần, động lực cũng như năng lượng, dẫn đến việc là không có khả năng chăm sóc tốt cho trẻ. Bên cạnh đó, chứng rối loạn lo âu sau sinh nếu không chữa trị kịp thời và đúng cách còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm khác như tim mạch, thần kinh. Đặc biệt cần chú ý rằng lo âu chính là yếu tố thúc đẩy của vô số các bệnh rối loạn tâm thần và trầm cảm. Phòng chống và điều trị. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo để giúp người phụ nữ tránh mắc các chứng rối loạn lo âu sau sinh, việc quan trọng nhất là giúp họ đảm bảo sức khỏe và luôn ổn định về mặt tâm lý. Do đó, sự động viên hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, nhất là người chồng, có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng ngừa rối loạn lo âu sau sinh. Bà mẹ sau sinh nên thực hiện một số lưu ý sau để tránh gặp phải chứng rối loạn lo âu. Tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo và đường và thực phẩm chế biến sẵn, bổ sung các thực phẩm giàu axit béo omega 3 và các vitamin B trong bữa ăn. Chú trọng về giấc ngủ, đảm bảo ngủ đủ giấc, nếu không ngủ được hãy gặp bác sĩ. Trò chuyện nhiều với mọi người, tránh dùng thức uống có cồn, chất kích thích. Nên đi khám bác sĩ sớm khi có các triệu chứng kể trên, việc can thiệp, phát hiện điều trị sớm là bắt buộc không chỉ cho sức khỏe của bà mẹ mà còn cho bé.